ông đi chuyện hay gì à? Đi ổn. Chào mừng anh em đến với kênh của Nhân Quê My Pizza. Hôm nay giới thiệu với anh em kèo solo của Quang và A Quán. Xong. Đánh đồng 120 điểm. Trận đấu này được quay tại bàn pizza của A Quán. Mời anh em theo dõi trận đấu. Ơi. Quýnh sầu lại bà Di. Trời ơi, thấy quýnh như kiểu ông chấp hôm 2 30 điểm mà ông chạy. Ừ. Đá bậy không chơi á. Ừ. À. Cái chọc về ông chấp ông nói 20 30 ông chấp bình thường chứ gì đâu. Nghĩ à. Hả? Năm. Ờ. Sao? Tính là chơi với đó là tiền con bạc vậy là mình lợi chứ không lợi. Cũng muốn sự ăn theo thôi chứ. Rồi. Bắt gặp nó trúng. Điểm. Khó à. Quá ấm chứ mày. Bằng ngạch á. Gán quýnh không có phê vậy hả? Ừ mà. Quá khó. Xa quá nó không vô. Hả? À. Để về, không để phê chạy hai đường. Một. Okay. Một gửi. Quýnh như quên nữa. Chấm gửi đây. Thôi quýnh 120 thôi. À, hồi nhăn nó qua cáp kèo quýnh nữa sao cũng được 120 thôi em của anh gây cái gì vậy quýnh mỏng vô đó vậy là đẹp lắm rồi sao hộp gửi con của quán chú chiên chỗ quán có nhẹ rồi. Nhà nó là đối diện chỗ phế liệu nè, ở dưới sông nè. Rồi ra chút tí đi về chơi. Rồi luôn rồi. Ờ nhà cháu không nói chấp nha. Quá xa lịch kìa. Xe đếm. Kéo kéo cũng đánh đánh trời. Đã hoài lên xe. Dạ này kéo đá. Tính cái đường kéo ra chứ nó ghê gớm hơn. Giờ này chưa có tự tin lắm. Một. Hai. Hai điểm. Cái một chiều mới bơm hết mọi ơi trời. Vô là chỉ canh đá trúng rồi.
Có dữ. Trời. Ừ, bốn chạy gì cái bên vậy? Chơi gì không chơi nha. Đâu chạy cái bên kỳ á. Đúng rồi. Ở đó hả? Cá ngang ngửa không? Ăn quan lại thôi. Lao vậy chú. Đang lao cho. Thì... Ê, đừng có quên á. Hả? Đâu dữ anh? Dính. Không mắc cỡ luôn hả? Gì mắc cỡ trời? Da mắc cỡ. Tự nhiên đứng da mắc cỡ. Rồi giống nghĩ tôi nữa rồi đó. Trời ơi trời. À, trời ơi không biết quê nữa trời. Không biết quê ông nội. Tự nhiên đó thủ nhắc rồi cái mình làm gì vậy? Không nhắc thì thôi tao quýnh luôn, tự nhiên nhắc quê trời. Mời. Cái đó là quýnh đúng ý đồ tao rồi, quýnh giống Thịnh Kem giải tao, quýnh đợi Vi nằm đây nè. Rồi 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 ok. Cái bi ta kéo đẹp vậy đó, không cho trúng không được. Không cho trúng, không trúng là tại bàn thôi. Bờ điểm. Bốn điểm. Bốn là có hai gửi đó nha anh. Không biết à, không nhớ à. Không nhớ thôi, không nhớ gì lấy luôn đi. Rồi chết quá. Cầu cầu quá quýnh có lại 6 đầu quýnh 4 điểm. Dặn luôn á. 1 rồi luôn nè. Quá ấm đợi đá chứ nè. Vì ông ngoại. À, quýnh giống như Thịnh Kem dạy luôn mà hơi sai rồi. Hơi sai hả? Một, em hai. Bị giá quá trời rồi. Thôi để, thôi để đầu xíu mới chúng. Duyên cái đít quá. Đó đó đó. Cái cơ luôn kìa trời. Ai biết tại sao chủ quan thua rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh hả? Ủa nhậu nào rồi tỉnh nữa. Không ăn luôn. Dễ ăn quá à? Ăn luôn. Ăn được thì ăn luôn chứ thầy. Dễ ăn. Nó đợi nữa nè. Đợi gì cái nữa? Gì vậy trời, lật ra luôn kìa. Đợi gì nữa? Một. Rồi. Quá khó mắc hết cơ thủ rồi. Hồi nãy quán mấy điểm có ghi không? Chặn đường luôn. Hai đến sáu. Một rồi luôn, đá người chăng cái mặt luôn. Quá ngon rồi. Một, cái này
Chào qua tới. Kéo cho mạnh chạy hai cuốc của ta đó, kéo cơ luôn. 1, 2, 4. Đầu lai dữ vậy, anh bằng tốt dữ vậy. Một. Thế nó lai thấy hụt rồi chứ. Quá xui, quá xui. Này. Này ngồi vậy ta. Này. Quá sao quýnh luôn rồi, cái đó mà xém trúng rồi. Qua trời. Cái đó mà xém trúng luôn. Rồi. Tám. Cái đó quýnh mạnh không được, dán được không vô đây. Hên hên hên. Quá hên. Ai mà qua cái cây mà coi cái mặt tao với mày. Có trúng thì sưng cục chứ có gì đâu. Kéo. Trời ơi, cái rồ gà luôn. Đấy ra chắc 8 điểm. 32. Đá là hên. Quá xuống. Đá vừa kéo qua luôn. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Cái gì vậy? Mười lăm.
Bây giờ quên học hết biết hay thì chứ. Đầy dữ rồi. Mười điểm. Mai ta bọn đi ngủ môn nước. 42. Rồi xong. Thế vô coi kỳ cho má. Kỹ lại coi. Trời ơi. Ba. Năm. Sáu. Lại tay này ơi. Bảy. Tám. Điểm 18 điểm rồi hả? Tám. Tôi cô bắt như tôi vô học bất chắc thì đúng ngay sạch. 2. Ngồi ở đây hồi hộp quá.
cái vợ cái vị trí đó gần đó, ra mặt tiền xe cổ luôn à. Bốn dầu gì luôn trời, trời quýnh nó phê lạng luôn. Bốn điểm vô ca trọng quá đúng quá tài vô ca. Ăn mặn rùa nữa hả? Để gì? Em 52 à, 2. Trời ơi, đi vòng luôn. À. Năm. Sáu. Bảy. Hên luôn. Bóng đá ta. Tám điểm. Sáu chục. Năm. Sáu. Đẹp đẹp luôn á. Đúng đẹp luôn. Sáu đếm. Dạ nghĩ sao quýnh cho dạ nghe bo kì là cái là siêu đẹp đó. Bốn. Giờ là hên vô lắm. Kéo ra. Bốn điểm. Đá gà. Đó là tôi mặc cố rồi đó.
Quá tốt. À, có canh 8 điểm. Không. Chịu lắm khéo à. Lắc ngọc càng tốt. Và gì đồng đồng điểm dễ lắm, ghét tài trời ơi trời, cánh bi kìa trời, thì gan như bữa hổm quýnh kéo lạc bên đây chút, lạc bên kia chút, kéo không chút nào quá. 3 điểm. Một nó tẹo nổi nè, lòng 3 tiếp. 2 điểm. Đi chồng. Nghe hay vô gà, vô gà cái coi. 7 chồng. 3 điểm. Bốn. Lực đẹp nữa hả? Yêu. Ôi. Năm. Đó. Lâu quá trong đồng trong ruộng không ra câu quýnh mi dao nữa. Trời ơi. Chín. Trời. Một. Hello, uống bà bằng không quên mà đi uống tới bằng. Cái này khó à. Mười bốn. Mười bốn 35. Wow.
8 điểm. Chín. Chín điểm. 79. Quá xui. Một. Hai. Gì mà vẫn còn xui. Ba. Chết rồi. Vì này làm gì không chung. Ai biết. Bốn. Anh chắc giỡn hoài. Bốn đẹp. Chúng nhẹ luôn. Chúng con. Vậy đi chứ về nhẹo cơm khay rồi. Bốn đẹp. Trời không có tay luôn kìa trời. Nó ổ. Quá. Quá yếu. Chơi luôn. Chục trái không biết vô đường trái không. Quýnh đứng quýnh hồi có cái tầm quýnh anh ơi, giờ chưa có cái tầm nào vô. Quá ngay, quá khéo, quá khéo ngay lỗ lò thở ra. Một. Trời ơi, bia quýnh bên nào anh dữ vậy. Ba. Ở ra trắng đây. Ở ra đánh mới được. Xét quá vậy. Ba điểm. Bốn gì? Giờ thiếu rồi. À.
4 điểm. Trước nha. Ngọc với Ngọc gần. Quá hên. Đó, một quý nữa. Năm. Tám tư. Một. Hai. Ba. Ba điểm. Bốn điểm. Quá dễ. Bốn. Quá khó luôn. Đừng đá. Ta cứu cho không chịu nữa trời. Dư hơi xa đó. Quá gùa, quá gùa. Sao? Bảy. Quá ổn. Tám đi. Chín điểm. Chín. Quá tụt xong. Chín nữa. Giỡn hơn quý chơi quý một triệu luôn rồi. Trước chạy. Hên hay xui? Hên hay xui? Ghê hả? Đã chạy lên chạy xuống. Chơi giờ đấy chứ mỏng vậy. Đó nghỉ. Dạ. Sao hụt?
Góc này lớn dữ ta. Đấy. Có vốn mà. Có vốn mà. Vốn gan đánh đi à. Có vốn. Có vốn làm lèo cũng không có gì ngon chứ. Trời ơi trời. 7 điểm. 91. Có gì à? Có vốn làm điều chúng cái đó mà không được đẹp không? Hiếu chạy luôn. Hai thằng chúng mà Hiếu chạy rồi. Giờ nó cắn cái cục gì nó chạy kỳ vậy? Yeah. Trời ơi. Không. Thiếu quyết tâm chút rồi. Cơ hội. Quéo một miếng là trúng. Cơ hội. Mắc cơ hội. Mắc cơ hội luôn. Kéo giữ bì kỳ quá. Một. Hai. Trời. À. Sáu. Khó chịu vậy. Tám. 18 điểm, cái này ngon rồi, còn gì nữa. Tử đi. Tám điểm. 99. Bà Di về luôn hay bà Di đâu rồi? Hả? Bà Di về luôn hay đâu rồi? Ừ. Có tay rồi ở đây chơi. Có tay rồi là liền. Một điểm. Qua luyện ba băng với thằng Thọ có thằng Khê. Nãy giờ thấy Quýnh hai ba băng yêu diễn ra. Giờ trái nằm lê lê ngoài này. Quýnh trái nào cũng trúng chơi. Ba. Đẹp luôn. Kỳ vậy. Muốn chơi thắng băng vậy. 355. Hai đường trúng. Đường 1. Quá ngon rồi.
đấy, cho lên gọi ngược dòng cái đây. À. Ba điểm. Trời ơi, đá hoài vậy. Để hai. Nhận rồi. Điện nhắn thứ qua không? Điện thoại cho em kia là điểm. Maybe không được tốt rồi cho mấy. Rồi. Tạo gì tạo phần ngay. Quá ngon. Lòn thì quá xui. Mấy cái này đó tốt thiệt chứ. Chứ bây giờ nó ngon mà. Giờ giờ Quýnh không cho được đánh gì chứ vậy? Cho ra. Năm bảy lẻ hai cũng được, vừa ngay. Hai. Trời ơi, tiếp quê nữa rồi. Ý, quá vậy. Tiếp quê ta cũng không có gì ăn. Hai. Không có gì ngon. Một. Cuốn sầu nhẹ dữ rồi. Cái bị ngon quá nhẹ rồi. Một đếm. Hai. Ủa là 7 ghi vào 8 điểm luôn mẹ. Thôi ghi 3. Cho hồ đó vậy. Có quan gia rồi. Đọt luôn. À, dạ. 5 điểm. Để về lấy chúng. Đúng rồi. Đọt luôn rồi. Hai. Trời ơi, dưng miếng kỳ vậy. Tiếp luôn. Tiếp. Ồ. À.
Trời ơi, học luôn. Hay đẹp. Bây giờ hát sức ngon với học bổ hết đi cổ. Sao? Trời ơi, con đã cái bên. Ba. Quá khó luôn. Ba đi. Này bà bằng tốt thiệt chứ. Không. Đâu. Mời đến. Một. Năm đó là 72. Mười hai. Ba. Bốn. Trời ơi, dở kìa. Cái gia vị quýt hộp 14 hả? Cái gì vậy trời, thiếu có xíu thôi, con gan chứ nhiều. Ở mạnh cái gì mạnh nói vậy, da móc ngon quá mà thì, gì vậy khó vậy, hụt lãng lãng rồi đó à. Vàng không xuống nổi luôn, cũng quá mỏng rồi. Một. Hai. Vô, vô nữa. Chưa nữa. Đúng rồi. Hai điểm. Ba điểm. Quá khó. Ba điểm. Bốn điểm. Năm điểm. Thôi, được rồi. Quá ổn. Năm điểm. Cái gì không biết nữa. Dễ quýt mới được nha, sát văn ơi. Trời, chứ gia tích cơ.
581. Trời ơi, Huy hai chúng quýnh chị đó. Ghê, thả xíu đi. Huy đó quýnh đâu càng đếp phê lên chúng ta. Dạ hết chứ còn quýnh tiết cơ uống hết cũng. Một. Nữa hả? Gì vậy em? Còn xui. Bi đen ngon tự nhiên đá rồi. Một đếm. Đi luôn. Cậu gói. Hai đếm. Ôi. Da nổi. Ba đếm. 47.000. 47.000 tính tiền sẵn. Tính tiền sẵn 47. Thổi giậm gì hết. Hai tiếng như hai tiếng như liều phải đó. 4. Năm. Làm khó vậy ta. Trời ơi trời. Chứ văn băng quýnh hộp 5.86. Một. Lên cơ hả? Trời ơi trời, ông quýnh có được mà chấp hai bi không biết nè. Dạ dạ dạ. Quýnh có được đâu mà quýnh không biết nè. Hai bi không biết đánh mà đánh hai bi. Hai bi ta chút hai trái ra ăn đó. Ba trái mới ăn chứ sao hai trái mà. Chứ còn hai bi. 6. Chấp hai bi với chấp quýnh hai bi là khác. Thục trái chúng trái ăn đó. Ủa quen ăn ngon chứ là hai bi quýnh tới xéo là ý quen rồi cái đó. Trời ơi cho nó cũng lê mà có gì đâu mà để ý. Chưa được. Cái đó đó. Cầm cái lượng chơi bi nó không đá thì cù lê rồi chúng thôi chứ mắc gì mà thế. Trời ơi mấy cái đâu quýnh dở chưa kéo chúng được, chúng đâu ngon tám được, kéo để lạc quá. 14, còn 6 khoảng chục điểm nhé, một, hơn bây giờ lại xíu coi. Này. Hơn bi lại xíu coi, thì kỳ gì vậy? Xui cho đi luôn. Ba. Bốn. Cái này hên có cây cơ là tao chê không đánh được, đọc quyền luôn á, cây cơ là đọc quyền luôn đó, nó vừa tay đọc quyền. Quá quá không có ai mà được cái chơi đó nữa. Nay vô quýnh ba văn văn thua luôn. Vô ba văn gì điện chứ. Năm đếm. Sáu. Quá khó. Vô thế bì kỳ, quýnh thiếu chút xíu rồi.
Bảy. Thiếu xíu rồi trúng luôn. Cũng thiếu xíu đó. Bảy. Ừ, phải quýnh đủ rồi lòn rồi. Đúng rồi. Tám. Nó nữa. Chín. Bị nãy giờ đang xui. Chín điểm. Có gì đâu ăn hả? Mời. Được rồi. Mời. Một. Dở dữ thằng dở trời. 11 đến 97. Ý nghèo éo hột quáo nè không. 6, 2, 3 dễ chơi. Này. Ê, ê. Vậy đó. Quá hơn. Nãy giờ bị xui quá. Ba. Dữ vậy. Trời ơi, trời cũng lé luôn. Còn có 2 3 điểm nữa bạn ơi. 3 điểm nguyên chúng bọc ra đây là quá ngon rồi. 17. Hộp. Này dễ chơi anh ta. Này. Thiếu lực nữa rồi. Đúng tệ dưới trời. 2 điểm. Ba điểm. Bốn. Còn cái coi. Rồi. Có kèo quýnh bồ á. Bốn lẻ một. Quá ngon. Dạ ác số đá luôn. Đủ chưa? Dạ. Đó thôi. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.